Mình đang quay cho mọi người xem cái đoạn này là những cái ngôi nhà chơi những cái trò chơi mà mình không hiểu rằng chơi cái gì. Cái khu trang trại nuôi bông thùa mình ạ. Sẽ làm như thế này mọi người này. Đó. Bông thùa có thể là đang còn nhỏ quá chết hoặc là nó bị như kiểu thời tiết á. Cái thức ăn của cái con bông thùa này này, nó là những cái kiểu như là cục phân trâu, phân bò mình ạ. Chưa có chính sách nhập khẩu cho người Việt Nam mình. Con này nó này, nó buồn cười lắm. Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang di chuyển xuống thị trấn Giang Bình, khu vực mà nằm tách riêng biệt, nằm giữa thành phố Đông Hưng và khu vực Phòng Thành. Đặc biệt là ở đây thì người ta có một cái trang trại là trang trại nuôi con bông thùa, cái con kiểu như con xá trùng, giống con giun đất, nhưng mà nó lại khác một chút mọi người ạ. Thì người ta nuôi như thế nào và thực tế ở Giang Bình cuộc sống ra sao thì bây giờ mọi người cùng mình đi xuống đó để khám phá thị trấn Giang Bình mọi người nhá. Và đặc biệt là khám phá về con bông thùa mọi người ạ. Và cái điều đặc biệt đó mình thấy ở đây người ta trồng rất là nhiều dâu tây mình ạ. Và đang vào cái mùa dâu tây á, trái chín rất là đẹp. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ không khám phá về dâu tây mọi người nhá. Hôm nào mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái quá trình hái dâu tây như thế nào. Và một vé vào trang trại, một vé vào thăm hái sẽ ra sao. Còn giờ thì mình sẽ di chuyển đi Giang Bình mình ạ. Giang Bình để khám phá về cái con bông thùa mọi người nhá. Đó, hiện tại thì mình đang quay cho mọi người xem cái đoạn này là những cái ngôi nhà thời xưa mang nét văn hóa của Quảng Tây mọi người nhé. Hôm bữa mình với Phương có đi đoạn này thì mình đang nói chuyện với Phương về cái khu vực này. Phương bảo rằng là ở đây không, đây trước năm 1965 á, khu vực này thuộc Quảng Đông mọi người nhé. Có nghĩa là cái nét văn hóa, những cái ngôi nhà cổ ấy, trong cái thời chiến, trong cái thời xưa ấy thì là của Quảng Đông. Sau này thì Quảng Tây do về địa hình nói chung là không có biển đấy mọi người, đa số là rừng núi và những người dân tộc đồng bào thì kinh tế không phát triển. Đó, thì Quảng Tây đã xin lại một đoạn này, có nghĩa là xin lại cái huyện Phòng Thành. Xin Quảng Đông cái huyện Phòng Thành này để kiểu như là làm cái đòn bẩy kinh tế. Và Quảng Tây đã có một cái đoạn biển Giang Bình, cái khu vực mình đang quay đây. Và bên dưới Giang Bình đó là khu vực của huyện Phòng Thành mọi người ạ. Đó, những cái đá trồng trồng này là từ thời xưa mọi người. Kiểu từ cái đợt mà gọi là những ngôi nhà cổ. Lạnh quá. Đây là các cô, những người già già bên Trung đây thì người ta sẽ tập trung chơi bời, nói chuyện với nhau hoặc là đi nhặt ve chai hoặc là làm đủ cái công việc mọi người. Buôn bán ở chợ, rất nhiều thứ nữa. Còn nhà cửa xây dựng bên này thì người ta sẽ làm cái giàn giáo, đa số là bằng tre mọi người nhá. Một phần nhỏ thì bằng sắt. Sắt là những cái công trình của các nhà thầu lớn thôi, còn những cái công trình thường thường ấy thì sẽ bằng tre. Hiện tại thì Khang đang ở thị trấn Giang Bình mọi người nhá. Cái khu vực nuôi trang trại bông thùa đó. Và mình thấy rằng là ở đây có rất là nhiều, nói chung là đầy đủ mọi thứ luôn mọi người ạ. Quán ăn ở chợ búa, một cái thị trấn nhỏ của Trung Quốc thôi, nhưng mà mình thấy rằng là rất là hay ấy, mọi người. Và cái điều đặc biệt đó mình muốn quay cho mọi người xem đây này. Đây là cái tiệm thuốc tây này, ở bên này. Người ta chơi như thế nào em biết không? Em biết được, em nhìn lạ lắm. Khó phải không? Em nhìn lạ. Thế hả? Đây. Mình đi đến đây thì mình thấy tò mò mọi người ạ. Có nghĩa là mình thấy các cô chú chơi những cái trò chơi mà mình không hiểu rằng chơi cái gì. Bây giờ mình đã đi xuống đây để xem các chú chơi như thế nào. Cái này là chơi cờ như cờ Việt Nam mọi người ạ. Có nghĩa là sang hàng ăn. Cái trò này ngày xưa hồi nhỏ mình cũng chơi mà. Có nghĩa là có nghĩa là các chú cứ di chuyển làm sao mà ba con thẳng hàng, rồi sam con thẳng hàng là mình có thể là mình ăn được một quân đó. Đây là các cô đang bốc thuốc này,
Bên này thì những cái tiệm cửa hàng thuốc tây ấy, cũng đa số là người ta bán thuốc đông y thôi. Người ở bên Trung đây thì các cô chú sẽ chuộng cái thuốc đông y hơn, chuộng thuốc đông y hơn là cái thuốc tây nhá. Cái thuốc tây gần như người ta rất là ít dùng mọi người ạ. Ở bên này các cô chú cũng dùng thuốc tây nhưng mà thuốc tây của bên Trung Quốc rồi nhé. Nói chung là cái kiểu đánh này là mình cũng có biết mình ạ. Ngày trước ở quê mình cũng có chơi kiểu như là ba con cứ sang hàng một con, một con mà sang cái là nó vào khớp ấy là sẽ ăn. Cháu sáu kỳ cơ. Sáu kỳ. Rồi đã rồi. À, mình vừa nghe thấy chú bảo là sám kỳ, kiểu như cái trò chơi này là trò chơi sám kỳ mọi người nhá. Sám là ba kỳ, có nghĩa là cờ ba, cứ ba con thẳng hàng là ăn, kiểu như vậy. À, cái điều đặc biệt mình thấy ở đây á, có nghĩa là những người cao tuổi ở bên này này, người ta sẽ tập trung lại, người ta sẽ kiểu như chơi với nhau, nói chuyện với nhau. À, một là đánh mặt trượt, hai là chơi cờ tướng, rồi là chơi cờ như thế này. Và cái điều đặc biệt là các chú các cô có thể là ra công viên để dưỡng sinh và hát karaoke ngoài công viên mọi người ạ. Ở bên Việt Nam mình thì hát karaoke ở nhà, nhưng bên Trung Quốc đây thì các cô chú sẽ hát ngoài công viên mọi người nhá. Bên kia mọi người có thể thấy kìa, có một cô gái mặc áo kiểu như áo bà ba ấy, và một chàng trai đang đánh đàn bầu mọi người. Ở bên này thì mình thấy có rất là nhiều những hình ảnh, những cái nét đẹp của người dân tộc Kinh ở bên Trung Quốc đây. Đầu tiên là cô gái mặc áo dài, cầm chiếc nón lá, một chiếc nón đã gọi là phai màu, đã gọi là cũ kỹ rồi. Đây, mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh này. Và chàng trai gảy đàn bầu. Ấy, thời xưa thì mình nghĩ rằng là người ta sử dụng cái đàn rất là cơ bản, đơn giản như thế này thôi. Là một cái ống luồng mọi người nhé. Và trên có một cái cần để điều khiển để đánh á. Ở cái khu vực Giang Bình này này, đi đến đâu mình cũng có thể là đụng gặp những cái hình ảnh, những cái nét đẹp của người dân tộc Kinh mình ạ. Đó, mọi người thấy không? Đây là những cái hình ảnh quá quen thuộc luôn mình ạ. Ở những cái chum nước này thì không khác gì ở Việt Nam mình, nhưng mà cái điều đặc biệt nó là ở Trung Quốc mọi người nhé. Và dành cho những khách du lịch ở khắp nơi ở Trung Quốc, ở trong sâu ấy, kiểu như Phúc Kiến, An Huy, người ta sẽ ra đây, người ta trải nghiệm, người ta đi thăm những cái công việc ở những cái làng nghề như kiểu là làm muối này. Đây này, làm muối cào nghêu này. Cái này chắc là cào nghêu mình ạ. Đó. Phải nói là điều tuyệt vời mình ạ. Em mình nó đang quay, đang xem này. Em mình thì lần đầu nó đi trải nghiệm, nó sẽ thấy sẽ rất là bất ngờ mình ạ. Kiểu như được thấy những cái hình ảnh rất là đẹp như thế này. Cô gái mặc áo dài làm những cái công việc truyền thống. Đây thì chắc là đang gỡ hay đang lưới mọi người ạ. Chung là về nói về cái vấn đề mà làm ngư dân, kiểu như là đánh bắt nuôi trồng hải sản gì đó. Ở đây còn rất nhiều nữa đây. Còn cái trang trại bông thùa thì bên kia mọi người ạ. Người ta nuôi rất là nhiều những con bông thùa. Nếu mà nói ra thì nó kiểu như giống mấy con xá sùng, giống mấy con giun đất đấy mọi người. Nhưng mà ở bên này ấy, thì các cô chú gọi nó là con bông thùa. Còn tiếng bạc và thì gọi là con nảy tính. Nảy tính mình ạ. Hiện tại thì gió nó đang rất to, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình quay, mình chia sẻ cùng mọi người. Đó, có chú đang cuốc ruộng này. Còn chú này thì đang lên dốc. Ni hào à. À chà. Em chạy hướng đẩy lên cho chú kìa. Lạnh quá mọi người ạ. Có. À, chào chị An. Chú bị hai cái chân đấy mọi người. Thì mạnh nó xuống nó sẽ hỗ trợ đẩy lên cho chú. Nói chung là mình xin thưa, xin nói mọi người như thế này này. Rất là nhiều người nói là người Trung Quốc không tốt. Nhưng mà như mình đánh giá ở bên này cũng không có lâu lắm, 6 tháng thì cũng để cho mình cảm nhận được.
là người Trung Quốc cũng như người Việt Nam thôi, cũng có người tốt người xấu. Và những người ở thành phố thì thường thường người ta sẽ tính toán và có thể là gọi là gian xảo hơn một tí. Còn những người ở nông thôn ấy thường thường người ta sẽ gọi là chậm và người ta sẽ thật thà, gọi là người ta sẽ nhiệt tình, nhiệt huyết. Vậy nên mình đi quay ở nông thôn Trung Quốc nên mình rất là tự tin. Nói chung là mình gặp ai mình cũng đi hảo, cũng chơi, cũng thoải mái, cũng nói chuyện. Và nếu mà có khó khăn thì mình có thể nhờ người ta giúp. Đó, như ở Việt Nam vậy thôi. Còn ở thành phố thì người ta sẽ gọi là hơi vô cảm một chút. Hiện tại thì mình đã tới được cái khu trang trại nuôi bông thùa mình ạ. Cái dòng chữ này thì hôm bữa mình cũng có hỏi một số anh chị cũng dịch ra là như thế này. Nghĩa là khu gọi là khu thí nghiệm, khu trang trại nuôi bông thùa của Quảng Tây, của Đông Hưng đó. Kiểu nó như vậy. Hiện tại thì mình có thể thấy được rằng ở đây rất là rộng luôn. Nó... Ôi dồi. Rộng mình mong luôn mình ạ. Trải dài từ đây xuống mãi dưới kia. Người ta sẽ làm một cái ô như thế này tính khoảng như ở Việt Nam mình khoảng là một sào, hai sào. Xong mỗi một ô người ta sẽ trang trí, người ta sẽ làm những cái gọi là nuống. Mỗi nuống rộng khoảng hơn 1 mét. Bắt đầu người ta sẽ gom lại, người ta thả con giống. Đó, người ta đang làm đất mọi người. Cô chú đang làm đất đấy mọi người. Trước khi mà thả con giống thì mình nghĩ là sẽ phải làm nuống, làm đất trước. Xong bắt đầu là thả con giống xong thì người ta sẽ cho thức ăn. Cái thức ăn thì mình để ý thì mình đã nhận ra được rồi, nhưng một chút nữa mình sẽ nói với mọi người. Bây giờ mình sẽ rông xuống xem các cô chú sẽ làm nuống như thế nào. Đây là một cái cách chăn nuôi, một cái cách kinh doanh làm nông á, làm ruộng á, một khá hiệu quả mọi người nhá. Tại vì giá của con này thì ở trên chợ bán khá là mắc. Còn giá như thế nào thì có thể là hôm nào mình sẽ làm một cái clip riêng cho mọi người xem về giá con bông thùa ở bên này. Wow. Đó, thì đây. Mình không biết là cái con giống người ta sẽ thả như thế nào. Nhưng mà cái nướng thì người ta sẽ làm như thế này mọi người này. Đó. Thời tiết nó khá là lạnh luôn mọi người ạ. Dã man. Nhìn hảo. Cô đang nhìn mình. Đó, thì người ta sẽ gom lại, gom những cái nuống như thế này này. Từ hai bên ven nó lại, rồi ở giữa người ta sẽ làm cho nó cao lên. Cái mục đích thì mình nghĩ không nhầm thì để cho hai bên là hai cái đường thoát nước. Đấy. Người ta muốn là hai bên sẽ có cái gọi là hệ thống thoát nước, ở giữa thì nó sẽ cao hơn để có thể là con bông thùa nó không có bị ngộp nước mọi người. Lúc trước thì nhiều bạn cứ bảo mình là cái con này là con xá sùng. Không phải mọi người nhá. Xá sùng nó khác. Còn con này con bông thùa là một cái con rất là đơn giản thôi. Người ta bắt lên, người ta đưa lên chợ, đưa lên các thành phố lớn người ta bán cho những người dân, người ta xào nấu ăn thôi. Ở chợ bán đầy mà mọi người. Ở bên Trung Quốc này mình cũng chưa ăn bây giờ, nhưng mà mình thấy bán đầy chợ ấy. Bây giờ rất là nhiều tiệm bán luôn. Mọi người có thể thấy thì đây là cái nhà, cái khu mà các cô chú sẽ thu hoạch con bông thùa, cho các cô chú sẽ đưa vào đây. Người ta sẽ đóng vào những cái thùng xốp mình ạ. Đây này, những cái thùng xốp như này. Vận chuyển lên thành phố để đi giao, đi bán. Đó, cái khu này là khu kiểu như là các cô chú sẽ đóng thùng, nói chung là để đưa đi ấy. Còn bên này, bên này thì khi mà mình để ý kỹ ấy, mình mới phát hiện ra thì cái thức ăn của cái con bông thùa này này, nó là những cái kiểu như là cục phân trâu, phân bò mình ạ. Để ý thì thấy rất là nhiều cục. Đó, ở dưới đây này. Đây là một cái cách nuôi mà mình thấy là khá là đơn giản và hiệu quả mình ạ. Lúc đầu mình cứ nghĩ là các cô chú sẽ cho ăn bằng cái kiểu như là thức ăn công nghiệp. Nhưng mà không phải mình ạ. Để ý kỹ thì phát hiện ra đây kiểu như là mấy cái cục phân trâu, phân bò. Kiểu như là người ta mới thả bông thùa mọi người. Mới thả thì những cái con nào yếu nó chịu không được á, nó sẽ chết mọi người ạ. Mới thể thấy kìa. Rất là nhiều con bị chết á. Bên này chết nhiều này. Đó, những con bông thùa có thể là đang còn nhỏ quá chết, hoặc là nó bị như kiểu thời tiết á, nước nó nhiều quá cũng có thể là chết. Rất là nhiều mọi người ạ. Ôi. Đi quay đúng cái ngày không nên quay mọi người ạ. Hôm nay cái thời tiết nó lạnh dã man luôn. Mọi người có thể thấy thì khi mà đến cái độ mà thu hoạch ấy, thì ở trên ấy nó sẽ có một cái lớp cát, nhìn nó kiểu như là cái thức ăn của cái con
con bông thùa đấy nó sẽ ăn hết cái thức ăn đấy, thì ở trên nó nổi lên toàn cát không à, thì người ta sẽ nhìn vào cái kiểu như là cái cát này, lượng cát này nhiều này, người ta sẽ đánh giá được như kiểu là bông thùa đã đến cái độ thu hoạch ấy, hoặc là người ta sẽ kiểm tra từng con một, người ta thấy to rồi người ta sẽ bắt luôn kìa. Và đây là các cô chú đang bắt dở mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem lại một cái đoạn clip của mình. Mình đã quay từ trước về cái quá trình thu hoạch bông thùa như thế nào. Đó, xin mời mọi người xem nhá. Vừa xem các cô bắt thì mình vừa tâm sự với mọi người một tí. Thì cái câu chuyện của mình hay chia sẻ đó là về cái việc mà sang Trung Quốc lấy chồng mọi người. Thì sang Trung Quốc lấy chồng thì mình cũng đã nói rất là nhiều lần. Thì hôm nay mình sẽ nói thêm một tí nữa. Mình nói mới biết là nhiều người vào chửi mình luôn mà. Chửi mình bảo từ nay ông bớt nói đi. Nhưng mà mình vẫn phải nói. Tại vì có rất là nhiều những bạn gái giờ đang bị kẹt ở Trung Quốc ấy, nhắn tin cho mình bảo chứ nếu mà em xem được clip của anh sớm hơn thì em đỡ khổ rồi. Mà em xem được thì lúc này đã không kịp nữa rồi, đang làm dâu ấy, làm vợ người ở Trung Quốc rồi. Thì cái vấn đề hộ khẩu là không được mọi người nhá. Vấn đề hộ khẩu là chưa có chính sách nhập khẩu cho người Việt Nam mình ở bên này. Nói chung là không có chính sách nhập. Người ta đang có chính sách cắt ra chứ không có chính sách nhập vào nha mọi người nhá. Và nên mọi người đừng có mong mơ gì cái chuyện mà nhập khẩu bên Trung Quốc mọi người nhá. Không nhập được đâu. Còn mình cũng đã nói thẳng với mọi người rằng là sang này làm dâu bên này lấy chồng bên này ấy, cũng không khác gì là cái số phận của con gái mình ở Việt Nam thôi, cũng không khác gì đâu. Cũng lại bảy nồi ba chìm thôi. Ở Việt Nam thì mình kết hôn á thì nó cũng kiểu như là thân em gì là vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm nước non á, thì nó cũng ăn may thôi. Nhiều người chồng lúc chưa cưới thì ngoan ngoãn, nhưng mà lúc cưới vào rồi thì đổ đốn là đủ thứ gọi là tội trên đời. Đây, cô đi rồi, mình lại cho mọi người xem đây. Thấy không? Con này nó nó buồn cười lắm. Mà người ta bảo là ăn rất là ngon mọi người ạ. Có nghĩa là làm sạch đi, kiểu như con sái sùng ấy, xong là bắt đầu là xào với lại củ dưa hào, ăn rất là ngon á. Nó có một cái đuôi như thế này. Con này nó khác con sái sùng ở chỗ là con này nó đen hơn mọi người nhá. Con sái sùng thì sẽ có màu vàng đẹp hơn, con này đen hơn. Đó. Vậy nên bảo là ở đâu cũng vậy, quan trọng là mình biết gọi là nâng cấp cái bản thân mình lên, biết chịu khó làm ăn, biết buông cái điện thoại xuống và gọi là vận động não và suy tư mà làm ăn thì nó mới thành công được.